Chào các bạn, tiếp tục là hai trận liên hoàn công sát đầy khói lửa với sự góp mặt của yêu ma tảo Nham Lỗi, một cao thủ luôn được rất nhiều người hâm mộ tán thưởng cùng biệt tài độc đáo của mình. Với đôi tay như có ma thuật, xe pháo mã hay kể cả một con chốt dưới tay của Tào luôn có những vũ điệu nhảy múa quái gở, từng khiến cho bậc cao thủ hàng đầu Trung Hoa cũng phải mấy lần ngã ngửa. Đối thủ của Tào cũng chẳng phải ai xa lạ, là một đại sư kỳ cựu tới từ Yết Dương của Quảng Đông, Hứa Quốc Nghĩa. Ở trận thứ nhất, Hứa cầm đò, trung pháo ngay, Tào nhảy mã lên, Hứa chủ động lựa chọn bố cục trước là binh ba tiến một. Và Tào mới chính là người gây ra bất ngờ với việc bổ tường để chính thức đưa về một hình cờ khá lạ mắt. Tới đây Hứa vẫn phát triển quân như lệ thường, Tào tiến xe để khởi hoành, rồi Hứa lập tức cũng quăng ngửa cánh biên. Tào binh ba tiến một, Hứa ngũ lục pháo, và lập tức Tào đưa mã còn lại để xung trần nhằm có thể đối phó việc Hứa chuẩn bị đưa xe trái lộ diện. Và quả thực về tới đây Hứa đã bệnh xe truy pháo ngay, Tào giải quyết lại dùng xe một tiến hai, vẫn là một cách thức khai trần mang theo âm hưởng đầy khác lạ của yêu ma. Rõ ràng đòn keo xe bảo pháo vào thời điểm này có phải là Tào chuẩn bị đối phó trước với âm mưu của đối phương. Sau khi Hứa lấy xe này tiến thẳng qua Hà, rồi lúc đó chỉ cần rời pháo về hai nước để gá vào đường ba này đánh đuổi như là một kiểu khai cuộc giang hồ. Nhưng lúc đó chúng ta có thể để ý kỹ, chiêu thức này dĩ nhiên không thể nào thực hiện, tại vì Hứa vẫn còn một cách thức trả đòn, lợi dụng triệt đề vào ngũ lục pháo. Tiến pháo này ngay sĩ giác, Tào sẽ phải vong mạng ngay. Chỉ có một cách duy nhất để có thể biết được dụng ý thâm sâu của Tào, chúng ta cùng tiếp tục. Hứa bình xe còn lại, chọc pháo ngay. Tào bất ngờ giải quyết bằng cách rời về một nước, chuẩn bị cho một tuyệt chiêu lấy pháo 8 bình 2, tức là uyên ương pháo trần. Tào chính thức đem ra sử dụng ở một giải đấu đỉnh cao. Đối thủ lúc này cũng là một tay cờ máu mặt của Quảng Đông đội. Đây có phải là một việc làm liều lĩnh? Hứa cũng không thể nào xem thường, anh lập tức tiến pháo, vừa đánh trả vào, bắt buộc rằng âm mưu vừa rồi của Tào không thể nào thực hiện. Đành lòng, Tào phải xách quân tháo chạy, dâng pháo lên ba nước, mời đấu ngang. Nhưng lúc này, Hứa đã đầy khôn ngoan, lại rời pháo về tuần hà của mình. Tức là, việc làm vừa rồi của Tào tựa chừng như vẫn có thể tái hiện. Tới đây, chỉ cần rời pháo về vị trí cũ, âm mưu này có còn được thực hiện hay không? Thực ra chúng ta chỉ cần để ý kỹ, nước pháo này của Hứa quả là hiểm sâu. Lúc này anh chỉ cần đưa pháo để tạt đường biên, chủ lực lúc đó của Tào sẽ phải vong mạng. Có lẽ giải pháp tốt nhất là phải quy hàng ngay. Bởi vậy, lựa chọn trong thực chiến của mình, ở trong hình cờ này, Tào quyết định là binh ba tiến một, cũng chỉ còn một cách đánh này mà thôi. Rồi lúc đó, Hứa bèn dùng xe để khử pháo, và Tào lấy chốt để tiêu diệt. Vậy là Tào đã thành công, tức là có một chốt này qua Hà. Nhưng việc còn lại, xe pháo mã ở cánh phải cũng không phải là điều giản đơn mà giải quyết trong sớm chiều. Lựa chọn tới đây, Hứa Quốc Nghĩa bình pháo đường bày. Việc rời hình được đánh giá là khá mạnh để công vào sức ngựa này của Tào. Tào xoay sở, dùng pháo để tuần hà ngay. Tựa chừng đã cổ võ cho Hứa có thể dùng pháo này tiêu diệt mã là quân bảo vệ. Nhưng lúc đó Tào sẽ dẻo dai, vỗ pháo vào trung tâm mà chiều tướng trước, rồi mới dùng xe đắc lại pháo sau. Chắc chắn là Hứa sẽ hoàn toàn hoài công vô ích. Bởi vậy, để thực hiện được mưu đồ vừa rồi, Hứa quyết định làm dày thêm trung lộ của mình. Và Tào binh bảy tiến một, đánh thẳng vào xe. Nhưng Hứa cũng chỉ cần trả đòn đơn giản là xe này tiến thẳng hai nước. Tức là tới đây, Tào chính thức đối diện cùng lúc hai nguy cơ mà gần như không thể nào xoay sở vẹn toàn. Đánh kiểu gì, hoặc là mã này mất mạng, hoặc là Hứa sẽ dùng pháo để tiêu diệt mã, rồi lấy xe bước từ pháo cửa Hà. Kiểu gì, Tào cũng bị thiệt mạng một quân chủ lực. Nhưng có phải là Tào đã phạm sai lầm một cách tai hại trong một ván cờ chớp? Sức tính lúc này cũng chẳng quá hai nước cờ. Và đây chính là mâu thuẫn cực độ, đẩy bàn cờ chính thức bước vào một cao trào tàn khốc. Tào đã dùng binh tiến thẳng qua Hà, tức là anh chấp nhận để đối phương lấy xe tiêu diệt vào mã ngay. Rồi Tào trả đòn, lấy pháo bình sang đường bảy, nhờ tượng giữ căn để có thể chia cắt kịp thời xe trục ba của Hứa đang còn rất mạnh, và cũng như thoát thân kịp thời. Hơn hết là anh còn dùng pháo đe lấy ngựa đường ba. Hứa không thể nào làm ngơ được,
đành lòng đã phải bổ tượng lên mà giữ căn. Rồi Tào cũng chỉ cần trở về, binh bảy tiến một, đánh đuổi ngay. Mã buộc vài, tìm đường để quy ẩn. Rồi Tào, binh bốn lại tiến một để áp sát. Hứa tới đây, lại quăng ngược cánh biên. Vừa có thể vùng vẫy để tìm kẻ xung trần, cũng như còn đánh thẳng vào đơn chốt này, Tào đã chủ động bình vào mà lánh nàn. Tức là Tào bỏ một mã, nhưng đổi lại, anh có hai chốt có thể qua hà. Việc có thể đoạt trắng thực lợi cũng như tạo sức liên kết là gần như không tài nào có thể ngăn cản. Còn về phần của Hứa, chúng ta có thể thấy là cả đôi mã của anh đang còn ném tít tấn biên ải. Việc điều đồng không phải là dễ dàng, là một câu chuyện trong một sớm một chiều. Chúng ta cùng tiếp tục. Hứa lựa chọn là dùng xe này tiến thẳng qua hà, vừa có thể đe dọa bình vào trục bảy này công mã hay chăng. Nhưng bất ngờ, Tào vẫn hoàn toàn phớt lờ việc đó mà đưa xe này bình quá cung, hậu thuẫn chốt. Và Hứa đã bất đồng mà dùng binh biên để tiến lên. Tức là Hứa hoàn toàn có thể nhận thấy nguy cơ của mình. Tức là tới đây nếu như anh chủ động lấy xe 8 bình vào đường 7, công vào mã, Tào vẫn còn một cách đánh đầy đơn giản để đưa về cuộc cờ hoàn toàn chiếm đại ưu là pháo 7 bình 1, mời đấu ngang. Nếu như phương án thứ nhất, Hứa chấp nhận việc đấu, xe của Tào chỉ cần theo, pháo này tiến thẳng phía trước, rồi pháo này dâng về ba nước đoạt lấy mã, vẫn hình thành một thế tiến công gọi là tứ tử của Tào nhăm lỗi, xe pháo và cả đôi chốt này. Trong khi đó đội hình xe pháo mã còn lại của Hứa đang tạm thời chia cắt, Tào dễ dàng để chiếm được tiên lĩnh của mình. Hứa kiểu gì cũng phải nhọc công để đối phó với âm mưu trước mắt hiện hữu của đối phương. Lấy pháo này chìm đáy rồi đưa xe tạt đường 2. Bởi vậy đây chẳng phải là một lựa chọn tốt nhất. Còn thử cách đánh khác, tức là trong hình cờ này, ví dụ là quay ngược về đường 7, lúc đó Tào cũng chỉ cần binh 4 mà tiến 1 châu pháo ngay. Quyền đổi ngang, Hứa hoàn toàn bị đối phương tước đoạt. Tại vì lúc này chốt chỉ cần bước từ pháo, tiếp tục đấu đổi hay không đi nữa, thì quân mã đường 7 này Hứa kiểu gì cũng không thể nào giữ màng. Còn lựa chọn trong thực chiến của Hứa tới đây đã dùng binh biên mà tiến một. Tào lập tức tổ chức thế tiến công. Đầu tiên là ổi chốt vào thẳng giữa kinh thành của đối phương. Lúc này Hứa buộc phải dùng sĩ mà ra tay. Tào ngay lập tức dùng xe để tiêu diệt gọn, vừa chốc lấy pháo, bất buộc rằng mã phải rời về giữ căn, rồi lại dùng ngựa để xung trần, vừa đánh thẳng vào xe. Xe của Hứa đã quay về vài nước. Tại vì không thể nào tháo chạy khỏi trục dọc này, lúc đó Tào chỉ cần đưa xe một bình hai, một trong hai pháo mã, Hứa phải toi màng. Còn lúc này là cơ hội để Tào tận dụng đến chốt còn lại, là lập tức càn quét vào giữa trung lộ. Tức là với việc phế mã hay chốt qua hà, nhưng Tào đã hoàn toàn chủ động. Còn thế phòng thủ của Hứa ngày càng thêm lỏng lẻo. Việc của Tào là chủ động đưa xe còn lại xuất trận kịp thời mà thôi. Chúng ta cùng chờ đợi. Lúc này Hứa đã phải bổ sĩ lên đuổi lấy xe. Xe nhân tiền tháo chạy. Rồi Hứa đành lòng phải cầu cứu thêm viện binh, lui về mà cố thủ. Tào cũng ngay lập tức nhân vào cơ hội này, dương sĩ lên đuổi lấy. Xe quay về hai nước, mã của Tào đã phi xuyên tâm. Vẫn là một thế tiến công đầy ác hiểm, Hứa đành phải dương tưởng lên để thoát thân, ngăn tránh Tào có thể dùng đòn cảm từ chốt này đạp phá thẳng vào hoàng cung. Nhưng việc này cũng không thể nào ngăn cản được, Tào lại phi mã đường 8 đứng mà chờ đợi. Hứa lại tiếp tục rời phá về hai nước, thông sức xe sang cánh còn lại để có thể phòng thủ kịp lúc. Tào bình xe vào đường sườn này, tức là việc này đủ khiến cho âm mưu của Hứa tiếp theo, nếu như bình xe đường sườn kích đấu, hóa giải áp lực cũng không thể nào lựa chọn. Bởi vậy, cách đánh của Hứa là bình xe sang trục 2, chọc lấy mã ngay. Tưởng chừng việc này đã làm khó được Tào, tại vì anh chỉ còn cách đưa ngựa này quay về trốn cũ. Nhưng chẳng hề, Tào lựa chọn đấy bất ngờ, đưa xe bình sang, mời đấu ngang. Nếu như không muốn chấp nhận việc này, Hứa chỉ còn đúng một cách đi là phải bình xe trục 8. Nhưng lúc đó Tào cũng chỉ cần lấy xe tiến 1 mà giữ căn mã. Rõ ràng, việc tháo chạy xe khỏi hàng ngang là một cơ hội. Tiếp theo Tào chỉ cần đưa pháo còn lại vào trung tâm. Và lúc đó lại hình thành một mũi nhọn tiến công, có phần hiểm ác hơn rất nhiều. Hứa rất khó để xoay sở. Bởi vậy, lựa chọn trong thực chiến của mình
Hứa đành phải chấp nhận việc đấu này. Mã của Tào quay về rồi lấy cơ hội đưa mã tám tiến bày đánh thẳng vào chốt. Chốt lánh được còn lại rồi lập tức cũng nhanh nhẹn đưa mã để thoát ra khỏi vùng biên, còn tiếp tục để truy kích. Tào vẫn miệt mài mà tháo chạy, chốt sáu bình bày, và tới đây Hứa lại bình sẽ vào đuổi lấy mã. Nhưng Tào sức khi xoay sở, anh đã đưa pháo vào trung tâm mà vỗ mặt ngay. Hứa đã vội vàng đưa tướng để xuất cung, rồi Tào mới dùng xe tiến thẳng ba nước, tựa chừng là có thể nhân tiền giữ lấy căn mã, và chắc chắn khiến cho Hứa lúc này toàn quân bị bó hẹp trong một không gian chật kín, càng thêm khó đi. Nhưng điều này chỉ đúng với một ván cờ chớp, khi thời gian nhị vị đã vô cùng cận kề. Thực ra nước cờ này của Tào tạo ra một cơ hội để Hứa có thể đánh trả ngay. Lúc đó anh chỉ cần lấy pháo 7 bình 8, vừa có thể đe dọa dùng pháo dâng cửa hà đánh chết cả đôi. Thấy trước, nhưng Tào có lẽ là chỉ còn đúng một cách dài, rồi đưa về cuộc thề sau khi đấu ngang. Hứa lại quay về với lợi thế ưu hơn về quân chủ lực. Lúc này Tào đành phải nhảy mã lên đánh đuổi xe, nhưng pháo vẫn dâng lên vài nước. Vừa tiếp tục mời đấu, Tào dùng xe tiêu diệt mã, rồi pháo này theo, mã này tiêu diệt xe, sĩ chỉ cần dương lên. Và đây sẽ là một cuộc cờ mà Tào hoàn toàn bất lợi. Việc phế ngựa ở trước lúc này đã bộc lộ hậu quả rõ ràng. Nhưng trong một ván cờ chớp, Hứa chẳng đủ thời gian để toan tính nhiều tới vậy. Lựa chọn thực chiến là quay tưởng về biên, có lẽ là chuẩn bị mở binh nảy lên đánh đuổi vào xe. Và Tào vẫn nhảy mã đuổi lấy chủ lực. Xe tả sang vừa kiềm chế ngược, Tào chỉ cần đơn giản lấy xe để vỗ mặt ngay. Sĩ dương lên rồi cũng vì vậy mà mất mạng. Thế tấn công của Tào đã hoàn toàn đại ưu, Hứa gần như không thể nào xoay sở vẹn toàn với quá nhiều nguy cơ trước mặt. Mã sáu chỉ cần quay về trung lộ, vừa có thể đe dọa lấy sát cục, vừa lúc này đánh chết xe còn lại. Lựa chọn còn vớt vát của Hứa là nhảy mã lên đuổi lấy xe. Nhưng Tào chỉ cần rời xe về hai nước, âm mưu vừa rồi vẫn có thể tái hiện. Hứa nhận thấy không thể nào tiếp tục đương cử, đành đã phải cởi giáp mà quy hàng. Mặc dù tới đoạn cuối cùng, do thời gian gấp rút, nhị vị không thể nào tính toán một cách chu toàn, nhưng biến đi bỏ mã ngay từ đầu của Tào cũng quả thực là vô cùng táo bạo, đáng để thưởng lãm. Nhưng trận chiến tiếp theo sẽ lại cho chúng ta một bất ngờ khác, khi đối thủ của anh vẫn là Hứa Quốc Nghĩa, nhưng lần này đổi lại là anh được cầm đò và đã dùng binh bày tiến một. Hứa đối chốt để pháo ngay, Tào hữu pháo vào trung lộ. Tưởng chừng sau khi Hứa tới đây lựa chọn bổ hữu tường, đưa về một hình cờ quen thuộc. Nhưng Tào lại là người gây ra sự náo loạn ở bàn cờ này rất sớm, bằng cách tiếp theo nhảy ngựa ở cánh biên. Và Hứa vẫn vậy, dùng mã 8 để tiến bày. Tào lập tức đã bình xe truy kích pháo, xe của Hứa đã phải theo mà giữ căn. Rồi Tào nhảy mã còn lại, Hứa đã bổ sĩ lên. Tào phải dâng xe cửa hà để có thể tránh khỏi việc pháo của đối phương chỉ cần tiến thẳng ngay vị trí này. Chắc chắn với việc mã quăng cánh biên khiến cho sức mã còn lại của Tào không thể nào thoát nạn. Còn tới đây, Hứa vẫn chủ động đưa mã biên như là một khai cục lệ thường. Rồi Tào lại bình xe vào giữ căn pháo. Hứa chủ động xuất xe đã bị Tào một nước tiến pháo mà phong tỏa. Một nước nhưng làm cho cả tam quân của Hứa đều rất khó đi. Tới đây Hứa lựa chọn lấy pháo để tạt biên, cũng tìm cách mà hóa giải. Tào nhanh chân lại điều xe vào trục bố này hòng thoát thân. Việc này cũng hoàn toàn ăn khớp với trận địa mà Tào mai phục. Tức là nếu như nhảy ngựa chính diện ngay từ đầu, nếu như bình xe trục này, chắc chắn Hứa chỉ cần lấy xe tiến qua hà, vừa phục bình vào và sức ép vào ngựa đường 3 sẽ bị tăng lên ngay. Còn với việc này, Hứa đành phải dùng xe 8 để tuần hà, cách thức còn lại để chuẩn bị mở binh biên, cũng như nhảy mã lên hoặc là bình xe vào mời đấu và đưa pháo của Tào vào cảnh hiểm địa. Nhưng Tào giải quyết cũng nhẹ nhàng, nhảy mã bàn hà, Hứa binh biên tiến một, Tào lập tức thúc ngựa qua chém thẳng chốt. Vậy thì việc này có can hệ gì với âm mưu giải vây của Hứa hay không? Tức là tới đây Hứa chỉ cần lấy xe 8 bình 2 hoặc là tiếp tục đưa mã 1 tấn 2 trước. Sức pháo của Tào xem ra sẽ bị đe dọa, nhưng thực ra Tào vẫn chuẩn bị cho một nước cờ rời hình.
Cho dù nhảy cách này hoặc là bình xe kích đầu, thì tao vẫn còn nước đi pháo 5 bình 8. Vừa tạo căn, vừa lúc này còn đe dọa ngược, pháo vỗ vào trung tâm, bức từ tường, rồi lấy mảng xe. Bởi vậy, hứa kiểu gì cũng phải cất công mà tháo chạy, chẳng hề cần thiết một chút nào, sẽ hoàn toàn hoài công vô ích. Trong hình cờ, lựa chọn của hứa, lấy xe tạt đường 4 mà chờ đợi. Tao đã thúc binh biên, hứa binh 7 tiến 1, tao nhảy mã lên trước, và hứa cũng nhảy mã 7 tiến 8 mà cản lấy quân. Đây cũng là một việc làm cần kíp để ngăn tránh Tào có thể dùng mã 2 tiến 3. Chắc chắn là thế tiến công hoàn toàn áp đảo, hứa rất khó để xoay sở, hoặc là dùng mã chém bay đầu pháo biên, hoặc lúc này cả đôi mã và cũng như sức pháo này còn đe dọa vào tượng trung tâm. Hứa sẽ phải oằn mình chống đỡ cực kỳ vất vả. Thế nhưng nước nhảy ngựa này làm cho Tào phát sinh một tình huống tấn công khác, là dùng xe tiến 1 mời đấu ngang. Nếu như đấu đổi thì tiến công của Tào vẫn hoàn toàn áp đảo, cho nên lúc này đành phải rời xe về, chốc ngược vào mã đường 7. Tào chủ động binh tiến thẳng qua, vừa giữ căn thì hứa lại đầy khôn ngoan dùng xe này tiến 2 để có thể trực tiếp đe dọa vào sức ngựa đường 2. Nhưng thực ra nếu như Tào lúc này tháo chạy, âm mưu thực sự của hứa sẽ được bộc lộ ngay, dùng tường để chém thẳng vào chốt. Toàn quân của Tào lại rơi vào cảnh kiềm hãm ngược, tức là đang còn dùng pháo biên này để truy bắt, mà pháo của Tào không còn cửa tháo chạy, lúc đó mã đường 7 cũng chẳng thể nào toàn thây. Thế nhưng cách giải quyết của Tào lại một lần nữa đẩy bàn cờ lên cao trào tột độ của sự tàn khốc. Anh đã quyết định phế luôn một sức ngựa đường 2 này, mà dũng mãnh vác pháo qua hà chém thẳng vào trung binh, để cho hứa lại quay ngựa về đánh cả đôi trước. Rồi Tào bắt buộc phải rời hình để bảo toàn lực lượng, pháo bình sang đường 3. Rồi lúc này hứa mới thản nhiên ra tay để đắc quân. Tào đã dương tưởng lên tiếp tục mà chấn ải, hứa lại bình xe vào đường sườn. Tào bình chốt đuổi ngay, xe tiến 1 rồi binh tiến thẳng phía trước, và hứa lúc này đã dương sĩ. Tào được dịp binh tràn thẳng qua hà. Và đây là điều mà Cửu Tử Năm Mê đã đề cập, chính là bất ngờ của yêu ma Tào dành tặng một lần nữa cho Hứa Quốc Nghĩa đại sư. Bàn cờ lúc này, mặc dù xe pháo mã của nhị vị đã ở một tình cảnh hoán vị khác, nhưng rõ ràng đường cờ của Tào vẫn vậy, là phế mã và đổi lại là có hai chốt qua hà, tạo ra một hàng rào ngay trên cửa hà của đối phương mà Hứa gần như không thể nào xâm phạm. Còn ở trước, hứa dương sĩ lên cũng chẳng qua để phòng thủ sâu xa về âm mưu sau này của Tào có thể phát sinh, là dùng pháo nổ vào tường đánh chết xe đường 2. Tới đây, hứa đã tức tốc khởi hoành xe, hòng thoát khỏi cảnh kiềm chế trước mặt. Tào lại rời xe về một nước, hứa rơi pháo 9 về, và Tào lấy xe bình đường 8 mà liên kết ngay. Hứa lúc này đã bổ sĩ lên để hoàn thiện xong một hình thái phòng thủ hoàn toàn mới của mình, tức là đầu tiên tiến xe, rời pháo, rồi tiếp tục nước sĩ này, để trong hình cờ này có thể chống đỡ với việc tiếp theo của Tào, tức là thực chiến. Tào dùng mã này để tiêu diệt ngựa, rồi tiếp theo hứa đành phải xách pháo để chém ra biên. Lúc này âm mưu của Tào dùng pháo này nổ thẳng vào tường rồi bước từ xe, không thể nào xem xét. Nếu như làm vậy, Tào chỉ thu về đúng một thực lợi là sức tường của đối phương, chắc chắn đây sẽ là một thiệt hại đáng kể. Tổng tổn thất Tào cộng với việc phế mã ở trước dẫn tới thua thiệt quá nhiều, không thể nào tiếp tục cuộc chơi. Vậy thì câu hỏi đặt ra, tức là âm mưu vừa rồi của Tào dùng pháo chém tường không thể nào thực hiện, nguyên cớ do đâu Tào vẫn dùng mã này để tiêu diệt một sức ngựa gần như đã rơi vào thế cùng quẫn của đối phương? Câu trả lời, lúc này Tào dùng xe tiến 1 đe dọa chốt và chuẩn bị có thể lấy mạng được pháo biên. Hứa đành phải cất công tháo chạy, dùng pháo này nổ thẳng vào chốt, và Tào vẫn ra tay như thường, dùng xe này để tiêu diệt. Tựa chứng như với việc dùng pháo này chém chốt nhờ xe giữ căn, hứa đã đi trước đối phương một nước, tức là hóa giải hoàn toàn nguy cơ của mình. Rồi tới đây chỉ cần thản nhiên dùng pháo chém chốt mời đấu và đưa về cuộc thể hơn quân. Nhưng biến đi này làm cho cuộc cờ của hứa sẽ trở nên thảm khốc, vì không đánh giá hết được tính quỷ quyệt của đối phương. Lúc này Tào chỉ cần dùng pháo nổ thẳng vào tường,
âm mưu vẫn có thể triển khai. Tại vì hứa, sau khi dùng tượng 7 tiến 5, xe này chỉ cần lao chiếu một mạch, thành thử ra sức xe đường 2 của hứa đã chẳng còn căn nữa. Sĩ phải rời về, rồi mất mạng trắng một cách oan uổng, đành lòng phải lấy lại quân, là pháo rời về ba nước. Nhưng lúc đó thì vẫn rất khó chơi, tại vì Tào chỉ cần rời xe về hai trường, chốc pháo. Pháo này chỉ còn một cách duy nhất để giữ căn, là pháo phải vào đường 7. Rồi Tào dâng xe 1, đánh thẳng vào sĩ. Sĩ mất mạng, cuộc cờ sẽ rất nguy ngập, nhưng nếu như rời về thì vẫn vậy. Tượng cũng ra đi, mã đường 7 lại rơi vào cảnh khốn cùng. Còn trong thực chiến, Hứa hoàn toàn phát giác được âm mưu nham hiểm này, cho nên đã ra tay mà ngăn cản, lựa chọn là pháo 1 bình 2. Tào đã bất ngờ với một nước cờ tiếp theo, cũng là dịch pháo, nhưng lại đầy thâm hiểm, lấy pháo bình đường 6 đuổi lấy xe. Xe tháo chạy, nước cờ có lợi nhất, dĩ nhiên là phải bình trục 3. Rồi Tào lúc này mới lao xe mở chiếu gấp. Tới đây nếu như Hứa chủ động rời sĩ về, chắc chắn là mất mạng cả đôi, tướng tiến, rồi sĩ còn lại cũng ra đi. Tào dễ dàng để chiếm được phần đại ưu. Bởi vậy, lựa chọn trong thực chiến của mình cũng chẳng hề còn cách khác. Hứa đành phải rời tượng về, chấp nhận rằng Tào dễ dàng lấy lại một quân ngựa, rồi lấy cơ hội này để anh xách pháo chém thẳng vào chốt, mở ra một cuộc đối công. Tào lập tức đã rời xe về cửa hà của mình để ngăn cản đối phương có thể thừa cơ đưa pháo vào trung tâm. Hứa lựa chọn là tháo chạy dâng lên tuyến đáy, và Tào bổ sĩ lên. Hứa bình xe quá cung, rồi Tào đưa tướng để xuất cung. Hứa bất ngờ dùng pháo này nổ thẳng vào sĩ. Một nước cờ phát sinh trong tình huống trước mặt, nhưng chắc chắn sĩ này không thể nào quay đầu, xe đoạt chiếu và xe đường 8 cũng phải mất mạng. Bởi vậy, Tào đành phải dâng xe mà thoát thân. Hứa quay pháo về, và Tào bình pháo vào trung tâm chiếu tướng trước. Hứa tượng 7 tiến 5, Tào lúc này đưa xe cánh còn lại đe dọa sát cục. Hứa lại quay xe về mà chấn ải. Tào lại bình xe quấy rối ở cánh còn lại. Hứa đưa tướng để xuất cung. Tào vỗ mặt ngay, tướng vào trung lộ, rồi lại tiếp tục bình pháo mà đe dọa sát cục. Hứa chỉ cần đưa tướng để xuất cung, nhất cách nhất chiếu, nhưng ở Trung Quốc điều này là không được phép. Tào đành lòng phải tự thay đổi nước đi, chính thức là dùng pháo tiến 1 đuổi lấy xe. Xe quay về một nước, rồi lại tiếp tục ủi binh lên đe dọa vào sĩ. Và Hứa Quốc Nghĩa dùng xe này tiến thẳng qua hà. Tào vẫn dùng chốt lấy mạng sĩ ngay. Hứa lựa chọn bình xe vỗ mặt. Tào đã chủ động bình xe vào mời đấu ngang, đành lòng phải ra tay. Sĩ này dương lên, rồi cũng lập tức lấy sĩ mà phòng thủ. Tào bình xe vào đe sĩ còn lại. Xe này dâng hai nước, rồi tiếp tục gia tăng sức ép. Pháo quay về, Hứa đành phải ngự giá thân trinh mà giữ sĩ ngay. Tào bình chốt qua, Hứa lấy pháo để tạt biên, bình tiến một, tìm mọi cách để công thẳng vào quân sĩ đơn lẻ này, là một cách thức mau gọn để có thể tốc thắng ngay. Hứa đành phải quay pháo về, thêm một lực quân mà cố thủ. Tào tướng tiến một, Hứa lấy pháo để quay về một mạch, hoàn toàn có lợi cho chức năng phòng thủ hơn. Tào bình xe để truy bắt, sĩ quay về một nước cờ thuận tự nhiên, pháo tiến một mà chiếu ngay, tướng thoái về đáy. Và cũng vì vậy mà Tào chỉ cần ra tay nhanh gọn. Hứa lao xe chiếu ngay, tướng quay đầu để có thể tìm cách đưa lực pháo răng này vào hệ thống chấn ải. Lập tức Hứa lại rời xe về hai nước. Tào đưa xe vào trung lộ, Hứa lại bình xe vào đuổi chốt ngay. Tào bất ngờ dùng binh tiến một. Đây có lẽ là một nước cờ mà Hứa không thể nào lường trước được, tại vì rằng đòn thì trắng, nhưng Hứa không thể nào dùng pháo tiêu diệt. Lúc đó xe chỉ cần cắm đáy là kết liễu ngay, nhưng cũng không thể nào chần chừ, tại vì binh chỉ cần một nước tiếp cận nữa, kinh thành này của Hứa sẽ trở thành một bể máu ngay tức thì. Bởi vậy đã phải dùng xe mà khử trừ. Tào đắc pháo và dễ dàng đưa về một cuộc cờ đại ưu. Tới đây Hứa bình tướng vào trung lộ truy đuổi, pháo tạt biên, rồi lại lấy xe bước tử sĩ. Tào dâng xe một, pháo vào đường sườn, rồi anh lao pháo chiếu,
tượng quăng lên và lại tiếp tục bình xe đường 8 mà chờ đợi. Hứa lại dương tưởng lên, tao lấy pháo bình quá cung, chuẩn bị đe dọa tiến chiếu là sát cục. Xe này của Hứa đã theo mà vây bắt, pháo lại vào, rồi lúc này lại rời pháo về. Chỉ còn cách thức này để có thể hóa giải mà thôi. Tao vẫn vậy lao pháo chiếu, tướng tiến lên, rồi lập tức lấy pháo ta sang cánh còn lại, chuẩn bị rời về và dùng cả xe lẫn pháo bước từ nốt đơn pháo lẻ loi còn lại, rất khó chơi. Hứa lúc này đã bình xe vào đường sườn giữ căn trước, Tào không buông tha, vẫn bình pháo mà đánh đuổi, xe đành phải tháo chạy. Rồi Tào đưa xe vào, Hứa lúc này rời tượng về, rồi Tào lúc này lấy pháo tạt đường 8 ngay. Sau nước cờ này, Tào chỉ cần tiếp theo rời pháo về một, chắc chắn sức pháo còn lại của Hứa cũng không thể nào giữ mạng. Tại vì nếu như bình xe vào giữ căn thì mọi chuyện vẫn vậy mà thôi, pháo còn lại chỉ cần thoái một. Lựa chọn thực chiến, Hứa quyết định lấy xe tiến hai, tướng tiến, rồi lại bước từ tường để Tào nhanh gọn đưa tướng để xuất cung. Pháo mất mạng là câu chuyện rõ ràng, ưu tiên phải tháo chạy xe trước, xe thoái, tướng quay đầu, rồi đạp chốt. Và Tào bước từ pháo, Hứa đành phải buông quân. Hay chiến thắng ngoạn mục của Tào, đặc biệt là cách thức dàn trận đầy quái lạ, và hiểm ác hơn là chiêu thức phế mã ngay từ đầu, kể cả cầm tiên lẫn hậu để có thể giành hoàn toàn về thế chủ động. Hứa chỉ còn cách chống đỡ bị động trong từng nước đi, cuối cùng đành phải thất thủ. Và cũng nhờ vào hai trận này mà Tào Nham Lỗi đã lập công to cho Hà Nam đội, để cho Hà Nam giành chiến thắng suýt sao trước một ứng cử viên vô địch hàng đầu của giải chính là Quảng Đông, và ngang nhiên bước vào vòng chung kết. Video này đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn.